Người đàn ông liệt nửa người vì đột quỵ, nguy cơ đến từ ba thói quen, không phải thuốc lá, rượu bia. Không chỉ thói quen hút thuốc, lạm dụng rượu bia mới tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu não, mà một số thói quen khác cũng có thể dẫn đến tình trạng này. Điển hình là bệnh nhân dưới đây. Bệnh nhân có tên là Vương Nguyên, là nam giới 42 tuổi, ngụ tại Thượng Hải, Trung Quốc, nhập viện cấp cứu vào đêm khuya trong tình trạng nửa người bên trái bị tê liệt, không cử động được, huyết áp cao lên tới 180/111 mmHg. Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị liệt nửa người do lên cơn đột quỵ nhồi máu não cấp tính. Bác sĩ cho biết rất may bệnh nhân nhập viện cấp cứu kịp thời nên tình trạng sức khỏe đã dần ổn định. Khi nghe chẩn đoán từ bác sĩ, cả Vương Nguyên và các thành viên trong gia đình vô cùng bất ngờ. Ông Vương cho biết bản thân chưa từng hút thuốc lá hay lạm dụng rượu bia. Ông cứ tưởng chỉ những người mắc hai thói quen xấu này mới dễ mắc đến căn bệnh đột quỵ. Bác sĩ giải thích với bệnh nhân Vương rằng có rất nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ, bao gồm cả hai thói quen mà ông Vương chỉ ra. Khi tìm hiểu sâu hơn về lối sống của mình, bác sĩ cũng phát hiện ông Vương mắc ba thói quen sinh hoạt không lành mạnh, gây tổn hại cho sức khỏe và làm tăng nguy cơ mắc đột quỵ. Đầu tiên là ông có một chế độ ăn nhiều muối. Bác sĩ cho biết bệnh nhân thường ngày rất thích ăn đồ đậm đà, thêm nhiều muối, trong đó các loại thịt hun khói đóng gói sẵn là món mà ông thích ăn nhất. Ngoài ra ông cũng cho biết 5 năm trước ông đi khám sức khỏe từng được chẩn đoán mắc cao huyết áp. Thời điểm đó bác sĩ đề nghị ông Vương phải kiểm soát lượng muối ăn vào và sử dụng thuốc hạ huyết áp theo chỉ định. Tuy nhiên, ông Vương bỏ ngoài tai lời bác sĩ nói vì ông cho rằng thời điểm đó mình còn trẻ, cơ thể cũng không có vấn đề gì gây khó chịu. Lần này khi nhập viện, bác sĩ điều trị cho ông Vương thì huyết áp của ông Vương cũng ở mức cao đáng báo động. Bác sĩ giải thích với bệnh nhân rằng chế độ ăn nhiều muối là nguyên nhân chính gây ra huyết áp cao. Tình trạng huyết áp cao kéo dài không được điều trị là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc đột quỵ nhồi máu não. Bác sĩ đã khuyến cáo ông Vương giảm lượng muối ăn vào và không quá 5 gram muối một ngày theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Thói quen thứ hai là ông thường xuyên thức khuya. Gia đình bệnh nhân chia sẻ ông là người thường xuyên bị căng thẳng áp lực vì công việc. Hầu như ngày nào ông Vương cũng phải thức khuya để xử lý công việc và đi ngủ 2 đến 3 giờ sáng. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết thường xuyên thức khuya có thể khiến hệ thần kinh giao cảm luôn ở trong trạng thái hưng phấn, gây rối loạn chuyển hóa lipid v.v. Các nghiên cứu trên thế giới cũng đã phát hiện ra, những người thức khuya ngủ ít hơn 6 đến 7 tiếng mỗi đêm có thể tăng nguy cơ bị béo phì, huyết áp cao, bệnh tim, đột quỵ và các vấn đề về sức khỏe khác cao hơn. Và thứ ba là ông lười vận động. Do bận rộn với công việc của mình nên bệnh nhân cho biết ông hiếm khi tập thể dục. Bệnh nhân cũng thường xuyên phải ngồi nhiều kết hợp với chế độ ăn uống kém lành mạnh nên ông cũng bị thừa cân và béo bụng. Bác sĩ giải thích rằng lười vận động và không tập thể dục có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của mạch máu. Tập thể dục đã được chứng minh là có thể tăng cường thể chất và có tác dụng tích cực đối với các cơ quan nội tạng của con người. Ngược lại, tập thể dục thường xuyên có thể đẩy nhanh quá trình trao đổi chất và chuyển hóa lipid trong cơ thể, đồng thời giúp kiểm soát huyết áp và lượng mỡ máu hiệu quả. Điều này sẽ giúp ngăn ngừa và giảm thiểu nguy cơ hình thành cục máu đông gây ra bệnh tim mạch và mạch máu não như đau tim hoặc đột quỵ. Và cuối cùng, vị bác sĩ khẳng định rằng ngay cả khi một người không hút thuốc hay uống rượu, họ vẫn có nguy cơ mắc đột quỵ hoặc các vấn đề về tim mạch nếu thường xuyên thực hiện các thói quen kém lành mạnh. Do đó, chuyên gia khuyến khích mọi người nên xây dựng các thói quen tốt ngay từ khi còn trẻ để phòng ngừa nguy cơ mắc đột quỵ từ sớm.